ngôi chùa, các thường các đền chùa của Đài Loan ấy, trong các ngôi chùa của Đài Loan cũng vậy, không chỉ là thờ điện thờ Phật còn thờ cả những cái vị thần tiên nữa. Thế cho nên là thường người ta hay nói là gì ạ, chùa Đài Loan là cái ngôi chùa tổng thờ. Nhưng mà chúng ta đến cái ngôi chùa Phật Quang Sơn này, mình sẽ thấy đây là ngôi chùa thuần Phật giáo nha mình, là ngôi chùa thuần Phật giáo và được xây dựng theo cái kiến trúc Nam Bắc Tông kết hợp một bề bề. Và nhắc đến ngôi chùa Phật Quang Sơn thì người ta nhớ ngay đến cái vị đại sư lập chùa, đó là đại sư, đó là hòa thượng Thích Tịnh Vân. Đại sư Thích Tịnh Vân là người Giang Tô Trung Quốc, sinh năm 1927. Và thực sự thì đây cũng là một cái năm nay là một cái năm mất mát đối với nền Phật giáo của Đài Loan cũng như người dân Đài Loan, bởi vì đại sư Thích Tịnh Vân vừa viên tịch vào đúng cái dịp rằm tháng riêng. Và đây là một cái tổn thất lớn cho nền Phật giáo của nhân loại như là mình, cũng như của Đài Loan. Và trong cái tang lễ của đại sư Thích Tịnh Vân thì tổng thống đương nhiệm của Đài Loan là bậc Thái Quang đã đến để cùng viếng. Và đây là một vị mà có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn trong cái đời sống văn hóa tinh thần của người Đài Loan. Cho nên không chỉ có tổng thống đến thắp viếng, đến cúng viếng, mà tất cả những cái bang phái hắc bạch của Đài Loan ấy, rồi những cái vị quan chức cao cấp của các đảng phái cũng đến để cúng viếng. Cho nên là nói qua như vậy để thấy cái tầm ảnh hưởng của đại sư Tịnh Vân đối với nền Phật giáo của Đài Loan cũng của nhân loại nhé. Thì đại sư Tịnh Vân ấy, trong cái sự nghiệp của đại sư Tịnh Vân ấy, thì cái sự nghiệp rực rỡ lớn nhất của đại sư Tịnh Vân là gì ạ? Là cái sự nghiệp là đi truyền đạo, mở rộng cái đạo Phật và xây dựng đền chùa, xây dựng cái hệ thống Phật giáo đạo tràng Phật Quang Sơn đến khắp nơi trên thế giới, rồi xây dựng hệ thống các trường học, rồi đi cứu hộ, cứu nạn, từ thiện khắp nơi trên thế giới. Thì bởi vậy là nhắc đến đại sư Tịnh Vân ấy, thì người Đài Loan á, người ta đều dành cho đại sư một cái sự tôn trọng, một cái tầm nhìn rất là quan trọng, rất là tôn trọng đại sư. Và đại sư Tịnh Vân thì thuở nhỏ đã nổi tiếng là một người có tư chất thông minh, 5 tuổi là đã ăn chay nhà mình, 12 tuổi là xuất gia đó. Thì khi mà xuất gia thì đại sư đã nguyện quên hết cuộc đời của mình cho cái nền Phật giáo của nhân loại. Và ở Trung Quốc đại lục á, thì trong cái giai đoạn là những cái năm cuối, những cái năm thập kỷ 40 mà, thì là có cái cuộc nội chiến giữa hai đảng lớn nhất lúc bấy giờ là gì ạ? Đảng Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản